Vân Khanh xin kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ Hai, ngày 16 tháng 10 năm 2017 và là buổi phát hành lần thứ 2347 của Đài Đáp Lời Sông Núi. Sau phần tóm lược tin tức, mời quý thính giả theo dõi buổi trao đổi của chúng tôi với ông Phạm Hồng Lam liên quan đến đại hội của phong trào giáo dân Việt Nam tại hải ngoại. Giữa chương trình là chuyên mục Đất nước đứng lên và sau cùng là phần bình luận của tác giả Trần Văn. Buổi phát thanh hôm nay, chúng tôi xin vinh danh tù nhân lương tâm Lê Thanh Tùng, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong lao tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý thính giả theo dõi phần tin tức với Vân Hà và Bá Cơ. Số người chết vì lũ lụt ở miền Bắc tiếp tục gia tăng. Mức thiệt hại về nhân mạng vì lũ lụt ở miền Bắc vẫn tiếp tục gia tăng, với thống kê mới nhất là 68 người chết và 34 người mất tích. Ngoài số người bị thương thì hàng trăm ngàn căn nhà vẫn còn ngập nước hay bị sập đổ hoàn toàn. Bên cạnh đó là khoảng 230.000 gia súc, gia cầm đã chết dưới làn nước lũ. Sau khi loan báo các thiệt hại nói trên, nhà cầm quyền Việt Nam tuyên bố đây là trận lũ lụt và lở đất khủng khiếp nhất kể từ nhiều năm qua. Điều may mắn là cơn bão Khanun, mà Việt Nam gọi là cơn bão số 11 của năm nay, đã suy yếu nhiều khi tiến vào Bắc Bộ, nhưng vẫn tạo ra những trận mưa lớn trong những ngày tới. Trong khi đó, thì nhà cầm quyền tỉnh Thanh Hóa vừa lên tiếng báo động về tình trạng sạt lở các tuyến đê lớn dọc theo các con sông của tỉnh này. Theo ghi nhận thì một đoạn đê sông Chu đang xuất hiện nhiều vết nứt dài hơn 250 thước. Tại huyện Thọ Xuân thì nước đang tràn qua thân đê sông Cầu Chảy ở xã Thọ Thắng. Vào cuối tuần qua, nước sông cũng tràn qua đê sông Bưởi, khiến hàng ngàn gia đình phải di tản khẩn cấp. Tìm thấy thêm 3 thi hài trong vụ lở núi ở tỉnh Hòa Bình. Vào trưa hôm qua, lực lượng cứu cấp thiên tai đã tìm thấy thêm 3 thi hài trong vụ lở núi hôm thứ Năm tuần qua, đã vùi lấp 18 thôn dân ở xã Phú Cường, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình. Những thi thể này là 3 thành viên trong gia đình 5 người của ông Đinh Công Huỳnh đã bị vùi lấp dưới hàng chục tấn đất đá. Tính đến trưa Chủ nhật 15 tháng 10, lực lượng cấp cứu đã đào tìm được 13 thi hài trong tổng số 18 thôn dân bị vùi lấp trong trận núi lở vào rạng sáng ngày 12 tháng 10. Nhà cầm quyền tỉnh Hòa Bình hôm qua đã công bố tình trạng khẩn cấp, kêu gọi dân chúng đề phòng nguy cơ sạt lở núi đồi, phải di tản khẩn cấp khỏi các khu vực nguy hiểm. Trong các khu vực có nguy cơ sạt lở, nhiều nhất là đồi Ông Trọng ở phía đông nhà máy thủy điện Hòa Bình, và một số khu vực đồi núi ở các huyện Tân Lạc, Đà Bắc, Lạc Sơn, Mai Châu và Kỳ Sơn. Cân nhắc lại là trong mấy ngày lũ lụt vào giữa tuần trước, cộng với việc hồ thủy điện Hòa Bình ồ ạt xả nước của tỉnh Hòa Bình đã gây cho 20 người chết, 13 người mất tích và hàng chục người bị thương. Dân Biên Hòa lại đắp mô chặn đường ra vào mỏ đá Tân Cang. Vào cuối tuần qua, người dân xã Phước Tân, thành phố Biên Hòa lập thanh chắn trên đường Đinh Quang Ân để ngăn chặn các đoàn xe tải ra vào mỏ đá Tân Cang. Một cư dân cho biết là trong cuộc họp trước đó với nhà cầm quyền xã Phước Tân, người dân đã xin phép lập rào chắn để hạn chế số lượng xe chở đất đá chạy qua trên con đường này, nhưng bị bác bỏ. Vì thế suốt một tuần qua các đoàn xe này lại đã chạy rầm rập suốt ngày đêm trên con đường chính yếu trên. Cân nhắc lại là người dân xã Phước Tân đã nhiều lần xuống đường phản đối đoàn xe chở đất đá đang cày nát đường và uy hiếp tính mạng của cư dân qua lại. Và cuối tháng 8 vừa qua, người dân cũng đắp mô trên đường. Vào hai ngày 19 tháng 9 và 3 tháng 10, người dân lại mang gạch đá, thùng phi, bàn ghế cài đặt trên đường Đinh Quang Ân để ngăn chặn các hung thần xe ben. Nước Úc không sợ hãi các lời đe dọa của Bắc Hàn. Ngoại trưởng Úc Julie Bishop hôm qua đã lên tiếng phản pháo các lời đe dọa của Bắc Hàn và khẳng định sự quyết tâm của nước Úc trong việc tìm kiếm một giải pháp cho cuộc khủng hoảng trên bán đảo Triều Tiên. Vào hôm thứ Bảy 14 tháng 10, thông tấn xã Bắc Hàn tuyên bố là nước Úc đang đi vào con đường rất nguy hiểm và lớn tiếng đe dọa là Úc sẽ không tránh được một thảm họa nếu tiếp tục hùa theo Mỹ. Tuy nhiên trong lời tuyên bố hôm qua tại Sydney, bà Bishop nói rằng các lời lẽ hung hăng của Bắc Hàn đã trở thành nhàm chán đối với thế giới và chỉ khiến cho Úc càng thêm quyết tâm trong việc giải quyết tình hình căng thẳng ở bán đảo Triều Tiên mà thôi. Liên quân Mỹ-Hàn mở cuộc tập trận nhằm dằn mặt Bắc Hàn.
Liên quân Hoa Kỳ Nam Hàn đã mở cuộc tập trận vào hôm nay với mục đích chứng minh là quân lực hai nước đã sẵn sàng chờ đón các cuộc tấn công từ Bắc Hàn. Cuộc tập trận lần này có quy mô rất lớn với hàng không mẫu hạm Ronald Reagan, một số tàu ngầm nguyên tử, chiến hạm, chiến đấu cơ tàng hình, oanh tạc cơ hạng nặng và hàng chục ngàn binh sĩ tham gia. Theo dự định thì cuộc tập trận trên biển này sẽ kéo dài khoảng 4 ngày. Ngoài việc tham gia tập trận, Hoa Kỳ còn đưa thêm nhiều chiến đấu cơ và vũ khí tối tân đến Nam Hàn để tham dự cuộc triển lãm không quân được tổ chức tại căn cứ Seoul Nam ở phía nam thủ đô Seoul, sẽ khai mạc vào ngày mai. Bộ trưởng Tư pháp Trung Cộng bị khai trừ khỏi đảng. Sau khi bị kết tội, vi phạm kỷ luật nghiêm trọng và tham nhũng, Bộ trưởng Tư pháp Trung Cộng bà Ngô Ái Anh đã bị khai trừ khỏi đảng chỉ vài ngày trước khi diễn ra Đại hội Đảng Cộng sản Trung Hoa. Trong thông cáo thứ Bảy 14 tháng 10, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng bất ngờ liệt tên bà Ái Anh vào danh sách các quan chức cao cấp bị khai trừ. Trong số đó có ông Tô Chí Tài, Bí thư Thành ủy Trùng Khánh, và ông Hoàng Hưng Quốc, Chủ tịch thành phố Thiên Tân, tất cả đều bị kết tội, vi phạm kỷ luật và tham nhũng. Cần nói thêm bà Ngô Ái Anh là một trong số ít phụ nữ Trung Cộng có chức vụ cao nhất trong guồng máy lãnh đạo. Sinh trưởng ở tỉnh Sơn Đông, vào năm 2005, bà được trao ghế Bộ trưởng Tư pháp và nắm giữ ghế này cho đến khi bị Tập Cận Bình thanh trừng vào đầu năm nay. Kính thưa quý thính giả, từ ngày 5 đến 7 tháng 10 vừa qua, phong trào giáo dân Việt Nam hải ngoại đã tổ chức đại hội tại thành phố Boston, Hoa Kỳ. Để tìm hiểu về đại hội và phong trào giáo dân, mời quý thính giả theo dõi buổi phỏng vấn sau đây của chúng tôi với ông Phạm Hồng Lam, là người điều hành đại hội của phong trào này. Xin nhận lời cho phóng viên Thái Hòa. Kính chào anh Phạm Hồng Lam. Tôi là Thái Hòa, phóng viên Đài Đáp Lời Sông Núi, rất mong được phỏng vấn anh đôi điều về đại hội của phong trào giáo dân Việt Nam hải ngoại được tổ chức tại Boston vào cuối tuần lễ qua. Kính chào quý thính giả Đài Đáp Lời Sông Núi, kính chào anh Thái Hòa. Thưa anh Phạm Hồng Lam, là người điều hành đại hội của phong trào được tổ chức tại Boston tuần qua, xin anh trình bày cho quý thính giả của đài những nét chính của đại hội, thưa anh. Thưa anh Thái Hòa và quý thính giả, từ 3 ngày, từ ngày mùng 5 tới mùng 7 tháng 10 vừa rồi, phong trào giáo dân Việt Nam hải ngoại đã tụ tập nhau về để họp đại hội tại Boston ở Hoa Kỳ. Trong 3 ngày, ngày đầu tiên thì chúng tôi dành tất cả thời gian để cho Chúa. Chúng tôi đã cùng nhau dâng thánh lễ để khai mạc và sau đó cùng nhau chia sẻ tin mừng. Dịp này chúng tôi cũng đã thực tập với nhau một phương pháp chia sẻ tin mừng mà các quần tu cũng như xã hội đã thực hiện từ nhiều trăm năm qua, đó là đối chia sẻ tin mừng theo phương pháp Lectio Divina. Rồi ngày thứ hai, chúng tôi dành trọn vẹn cho nhau. Buổi sáng thì chúng tôi lắng nghe những cái sinh hoạt của nhau cũng như trao đổi với nhau những kinh nghiệm thời gian qua. Sau đó thì chúng tôi thảo luận tu chỉnh một số nội quy và bàn về những cái dự án sinh hoạt cho thời gian tới. Một cao điểm của ngày hôm nay là chúng tôi bầu lại ban thường vụ của phong trào giáo dân Việt Nam hải ngoại nhiệm kỳ 2017-2021. Sau đó thì chúng tôi phân công cho những anh chị em đã được đại hội tín nhiệm bầu vào làm thành viên ban thường vụ. Trong dịp này chúng tôi cũng học hỏi với nhau, cùng nhau nhìn lại mục tiêu và bản chất của mình để từ đó có thể vạch cho mình một con đường cụ thể và hữu hiệu hơn. Trong ngày đại hội cuối cùng gọi là ngày để gặp người. Sau khi chúng tôi gặp Chúa, gặp nhau thì chúng tôi bước ra để gặp người. Và ngày hôm nay, trong buổi sáng thì chúng tôi có một đề tài học tập quan trọng, đó là cuộc cách mạng tâm linh của Đức Giê-xu. Trong đó chúng tôi muốn tìm hiểu rõ ràng lề lối cũng như quan niệm sống đạo của Cựu Ước và Tân Ước, nghĩa là sự thay đổi trọn vẹn quyết liệt của Đức Kitô về cách thức sống đạo cũng như quan niệm về Thiên Chúa. Buổi chiều thì chúng tôi cũng có một anh lễ cùng với cộng đoàn địa phương để mừng lễ mẹ Mân Côi, đó là bổn mạng của phong trào. Chúng tôi có một buổi tiếp tân với gần 300 thực khách. Trong dịp tiếp tân đó, chúng tôi cũng trình bày với thực khách về một số kết quả của đại hội vừa qua. Thưa anh Phạm Hồng Lam, khi trình bày cho thực khách đến tham dự bữa tiệc về phong trào, chắc hẳn anh cũng trình bày nhiều điều. Nhân đây xin anh cũng trình bày cho quý thính giả biết về mục tiêu cũng như bản chất của phong trào giáo dân Việt Nam hải ngoại, thưa anh.
Thưa anh Thái Hòa và quý thính giả, nói về mục tiêu của phong trào đó thì rất là cụ thể. Phong trào nhằm giúp đoàn viên trở thành một người công dân công giáo trưởng thành. Đó là mục tiêu có thể nói là đầu tiên cũng như cuối cùng của phong trào. Một người công dân công giáo sẵn sàng dấn thân với ý thức trách nhiệm của mình và trong tư cách là một Kitô hữu thấm nhuần lẽ đạo và dám sống cho những chân lý của lẽ đạo. Còn về bản chất của phong trào thì có hai điểm mà tôi muốn nhân đây trình bày thêm cho quý độc giả của đài để hiểu thêm là phong trào tuy được thành lập trên nền tảng giáo luật, tuy nhiên nó là một phong trào tư, có nghĩa là nó không đại diện cho tất cả mọi người công giáo ở hải ngoại. Điểm này trong quá khứ đã có nhiều hiểu lầm, có khi dẫn đến những hậu quả tai hại. Bởi vì trong hiến chương thành lập, điểm này đã được xác định rõ ràng, chúng tôi là một tổ chức tư, nghĩa là của một số giáo dân tích cực cùng nhau ước nguyện để chung vai sát cánh để đạt tới một mục tiêu nào đó. Điểm thứ hai là trong hiến chương cũng như trong tài liệu thành lập, chúng tôi có nói tới phong trào là một tổ chức tông đồ giáo dân chuyên biệt, có nghĩa là nó có một đối tượng sinh hoạt và những lãnh vực hoạt động riêng. Đối tượng sinh hoạt như tôi đã nói đó là phong trào nhắm tới những người công dân công giáo dấn thân. Và những lãnh vực hoạt động, chúng tôi chỉ chọn cho mình 4 lãnh vực trong bao nhiêu lãnh vực hoạt động ở trong xã hội. Đó là hoạt động chính trị, hoạt động tôn giáo, hoạt động xã hội và hoạt động văn hóa. Cũng trong tính cách chuyên biệt này thì phong trào sinh hoạt có tính cách bổ trợ, nghĩa là nó không lập ra để thay thế các hội đoàn hay là những tổ chức sẵn có. Nhưng việc làm của nó là làm những gì vượt ra ngoài khả năng cũng như hoàn cảnh của các cộng đoàn hoặc là tổ chức sẵn có. Đó là hai điểm mà tôi thấy là quan trọng về bản chất của phong trào. Điều mà trong quá khứ cũng như qua phát biểu của một số cơ sở thì chúng tôi thấy nó vẫn còn đây đó có những hiểu lầm mà chúng tôi muốn nhân dịp này trình bày lại cho cụ thể hơn đối với quý thính giả. Thưa anh, đại hội của phong trào vừa qua có đặc biệt nhấn mạnh đến những cái hoạt động nào không ạ? Nói khác đi, trọng điểm của đại hội là những cái hoạt động nào thưa anh? Thưa anh, nói về trọng điểm của đại hội vừa qua nghĩa là những điều chúng tôi quyết tâm với nhau sẽ cố gắng thực hiện trong thời gian tới. Trong thời gian tới, những hoạt động hoặc những công tác trong 4 lĩnh vực mà tôi vừa nêu chúng tôi sẽ vẫn tiếp tục như thường lệ. Tuy nhiên, có 4 điểm mà chúng tôi muốn đặt trọng tâm hơn và sẽ cố gắng hoàn thành một cách tốt đẹp hơn. Thứ nhất là về mặt huấn luyện, chúng tôi muốn cổ võ về học hỏi học thuyết xã hội công giáo, vì đây là hành trang phải có cho một Kitô hữu dấn thân vào đời. Về mặt tôn giáo xã hội thì chúng tôi vẫn tiếp tục công tác chính của chúng tôi là làm sao tạo đối thoại liên tôn để từ đó có được một không khí hòa bình giữa các tôn giáo. Và chúng tôi trong lĩnh vực này thì chúng tôi vẫn tiếp tục nâng cao và kiện toàn giải tự do tôn giáo Nguyễn Kim Điển. Trọng điểm thứ ba là đặt nặng công tác truyền thông. Đặc biệt thì sẽ cố gắng tạo cho mình một tiếng nói riêng cụ thể về mặt chính trị và tôn giáo. Còn điểm thứ tư, chúng tôi cũng đã thảo luận với nhau về một công tác nhắm tới giáo dục, đó là thành lập chương trình khuyến học nhằm hỗ trợ các sinh viên cần được giúp đỡ tại Việt Nam. Thưa anh, đó là một số điểm về công tác quan trọng mà qua đại hội vừa qua chúng tôi muốn nhắm tới và muốn làm sao trong thời gian tới sẽ thực thi hoàn hảo hơn và trọn vẹn hơn. Xin chân thành cảm ơn anh Phạm Hồng Lam đã cho chúng tôi những cái thông tin về đại hội của phong trào giáo dân Việt Nam hải ngoại được tổ chức tại Boston vào tuần lễ vừa qua. Xin chào anh. Chào anh Thái Hòa cũng như chào quý tinh giả của đài Đáp Lời Sông Núi. Quý tinh giả thân mến, Đảng Cộng sản Việt Nam là một trong những định chế quyền lực độc tài tàn ác nhất lịch sử. Chống lại đảng và vứt nó vào sọt rác của lịch sử là trách nhiệm của mỗi công dân Việt Nam. Để tiếp nối chương trình hôm nay qua chuyên mục Đất nước đứng lên, mời quý thính giả đã đáp lời sông núi theo dõi bài viết của Nguyễn Thiên có tựa đề Tại sao tôi công khai chống Đảng Cộng sản qua sự trình bày của Nguyên Khải. Hằng ngày, khi đi qua Ủy ban Nhân dân huyện Tân Hiệp, Kiên Giang, có một sự thật đập vào mắt tôi. Hai lá cờ lúc nào cũng ở vị trí song song, ngang bằng nhau và đều phất phới tung bay. Nếu là người nước ngoài, thì họ sẽ hiểu đây là hai quốc kỳ của hai tòa đại sứ, nơi làm việc của hai quốc gia. Nhưng thật ra không phải vậy,
đó chỉ là bản sao của hai tòa nhà lớn song song sừng sững đứng ở phía sau, dưới một dòng chữ lớn, không có gì quý hơn độc lập tự do. Ở đây, tôi không nói đến chủ quyền của nước Việt Nam đã có độc lập chưa, và băng đảng cướp nào mới có quyền tự do xài tiền chùa, mà tôi chỉ nói đến hai lá cờ. Lá cờ thứ nhất có màu đỏ sao vàng mà Cộng sản bảo là cờ tổ quốc. Lá cờ thứ hai cũng màu đỏ nhưng lại có in hình cái búa, cái liềm. Đảng Cộng sản bảo rằng đây là cờ của Đảng Cộng sản Việt Nam, copy từ Liên Xô về. Điều đáng nói là tại sao hai lá cờ lại nằm ngang bằng nhau giữa tổ quốc và Đảng Cộng sản Việt Nam. Theo truyền thống văn hóa của dân tộc Việt Nam, ông nội và cháu nội là hai thứ bậc khác nhau, không thể mày tao như cá mè một lứa. Xét về tuổi tác thì Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ được xếp dưới hàng cháu chắt, về số lượng thì chỉ dưới 5% dân số, về tài đức thì từ ngày đi theo ý thức hệ thiên đường mù Cộng sản, xã hội chủ nghĩa, ngu dốt cộng với nhiệt tình, đi đôi với lừa dối và bạo lực để cho ra bọn siêu cướp, siêu phá hoại, và đường vinh quang xây xác quân thù mà Đảng Cộng sản luôn rêu rao, rõ ràng đã xây nhầm, giết nhầm vì không phải là xác quân thù mà là xác đồng bào Việt Nam ưu tú, dân khí quốc gia. Đồng thời với lời ca đoàn quân Việt Nam đi, sao vàng phất phới, dắt giống nòi quê hương qua nơi lầm than. Vậy nơi lầm than là nơi nào? Có phải là nơi họ vác súng đi lẩn quẩn từ chế độ tư bản văn minh theo truyền thống văn hóa đạo đức của dân tộc đa nguyên đa đảng trước 1945, trở thành cái quái thai cùng với bọn quỷ nhập tràng độc đảng, rồi đi chém giết chế độ tư bản văn minh, sau đó lại quay trở về, ị ra, liếm lại với chế độ tư bản lạc hậu rừng rú như hiện nay không? Tôi còn nhớ sau 1975, gia đình tôi cũng như mọi nhà được nhà cầm quyền Cộng sản tặng quà để ăn Tết, đó là đường sữa và một ít nhu yếu phẩm khác. Bên cạnh những món quà hiếu với dân ấy, từ miệng các em học sinh đến cái loa phóng thanh ngoài đường, lúc nào cũng vang vang bài ca ơn bác ơn đảng, đảng đã cho ta mùa xuân. Đến năm thứ ba, thấy không có quà Tết, tôi hỏi một nhân viên hợp tác xã mua bán thì được trả lời là không có hàng. Cùng trong thời điểm này, tôi nghe người dân miền Nam lén lút nói nhỏ với nhau, đã đảo Mỹ Thiệu Kỳ, mua gì có nấy, hoang hô Hồ Chí Minh, mua nửa ký đinh, phải đi xin giấy. Cũng sau cái ngày mà đảng bảo là giải phóng ấy, theo luật hợp tác xã nông nghiệp, việc gia nhập hợp tác xã là hoàn toàn tự nguyện và không bị ép buộc. Có khoảng 14 tập đoàn sản xuất với khoảng 300 gia đình dự họp tại ấp Kinh 4A, xã Tân Hiệp A. Trong buổi họp, có 6 người không chịu ký đơn xin gia nhập hợp tác xã. Đến nửa đêm sau buổi họp, công an vào nhà riêng của 6 người, dí súng vào lưng, trói hai tay rồi đưa đi mất tích. Sau một thời gian tìm kiếm thì được biết là bị phạt tù, lao động khổ sai nhưng lại được che đậy bằng các mỹ từ là đi học tập cải tạo. 9 tháng sau mới được thả về, không qua tòa án xét xử. Một cụ già nói với tôi, Cộng sản đã bảo anh trồng cây chuối ngược, anh vẫn phải vui vẻ trồng, vì chân lý không thuộc về anh. Liếc mắt nhìn ra thế giới, có nước nào lấy tiền thuế, ngân sách của quốc gia nuôi đảng, mà thật ra chỉ là một nhóm người tự vỗ ngực xưng mình là đại biểu, đội tiên phong của dân, do dân, bằng họng súng với nhà tù không, trừ đảng cướp. Còn nếu so sánh Cộng sản Đông Đức thống nhất với nước Đức, với Cộng sản Bắc Việt thống nhất với nước Việt, thì cộng sản nào khôn, cộng sản nào đại ngu, đại gian, đại ác, đại đểu, đại hèn, đại mất dạy, tình và lý đều đã lộn ngược, thượng bất chính, hạ tắc loạn, loạn từ trong nhà ra học đường, loạn từ phố phường đến giang sơn biển đảo là điều dễ hiểu. Trước đây, khi nhìn hai lá cờ đỏ tung bay nơi công cộng, gần đó là những khẩu hiệu Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm, mặc dù nó vô văn hóa, phản khoa học, phi nhân tính, giống như những sự thật trên, tôi vẫn không dám nói. Hôm nay, khi thấy cảnh công an đánh đập dân chúng đến đổ máu chỉ vì họ đi biểu tình bất bạo động với những lý do chính đáng, đồng thời khi đọc bài báo 58 quận huyện bị cấm lao động đi xuất khẩu tại Nam Hàn, và bài báo mỗi tháng
hơn 10.000 lao động Việt Nam được xuất khẩu tới những đâu, nhất là khi nhìn thấy lao động phổ thông tàu cộng có mặt nhiều nơi trên toàn quốc, đẩy công dân Việt Nam đến chỗ thất nghiệp, nghèo khổ, tôi không khỏi đau xót. Từ đó tôi quyết định công khai chống đảng Cộng sản, nhằm xóa bỏ bọn ngụy quyền Cộng sản tay sai. Đài phát thanh đáp lời sông núi. Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh đáp lời sông núi do lực lượng cứu quốc thực hiện từ ngày 15 tháng 5 năm 2011. Phát thanh về Việt Nam mỗi ngày từ 8:30 đến 9:00 tối giờ Việt Nam trên làn sóng trung bình AM 1503 kilo chu kỳ. Thính giả tại Hoa Kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại 1-425-585-1550. Ủng hộ tài chánh xin ghi đáp lời sông núi và gửi về PO Box 612882 San Jose, California 95161 hoặc gửi qua PayPal trên trang mạng radioplsn.com. Đóng góp tài chánh được giảm trừ thuế lợi tức. Xin cảm ơn quý vị. Kính thưa quý thính giả, mù quáng bám lấy chủ nghĩa quốc tế vô sản, hầu tiếp tục duy trì độc quyền đảng trị và bóc lột nhân dân là chủ trương không hề thay đổi của Đảng Cộng sản Việt Nam. Mời quý thính giả đã đáp lời sông núi nghe phần bình luận của Trần Văn với tựa đề "Vẫn chưa khôn dù đã dạy nhiều lần" sẽ được song thập trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối nay. Theo nguyên văn của báo chí Việt Nam, giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc lần thứ tư đã thành công tốt đẹp. Trả lời phỏng vấn của Đài Phát thanh Quốc gia VOV, tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Quốc phòng Cộng sản Việt Nam bảo rằng, tác dụng trực tiếp của cuộc giao lưu diễn ra trong hai ngày 23 và 24 tháng 9 là làm cho biên giới bình yên, làm cho lực lượng của hai bên biên giới có một mối quan hệ tốt đẹp để cùng nhau giải quyết những vấn đề cơ bản của lực lượng bảo vệ biên giới là bảo vệ chủ quyền lãnh thổ mỗi bên. Chỉ 4 tuần trước khi tướng Vịnh đưa ra những tuyên bố vừa nói, từ 29 tháng 8 đến 4 tháng 9, Trung Cộng tổ chức thực tập tác xạ ở vùng biển vốn thuộc chủ quyền của Việt Nam. Phạm vi cuộc tập trận mở rộng đến mức chỉ cách bờ biển thành phố Đà Nẵng chừng 75 hải lý. Khi phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Cộng sản lên tiếng phản đối, thì phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Cộng đáp lại rằng các quốc gia có liên quan cần nhìn cuộc tập trận này một cách bình tĩnh và hợp lý vì nó diễn ra trong vùng biển thuộc chủ quyền của Trung Cộng. Cái chủ quyền mà từ Tập Cận Bình trở xuống liên tục lặp đi lặp lại chắc nịch như đinh đóng cột là bất khả tranh biện. Cách nay khoảng 2 tháng, Việt Nam yêu cầu Repsol là một công ty dầu khí của Tây Ban Nha phải ngưng thăm dò dầu khí tại lô 136/3. Cách bờ biển Vũng Tàu khoảng 200 cây số. Vào thời điểm đó, một số chuyên gia về khu vực châu Á Thái Bình Dương nhận định rằng Việt Nam buộc phải làm như vậy vì Trung Cộng dọa sẽ tấn công các tiền đồn của Việt Nam tại quần đảo Trường Sa nếu Việt Nam không chấm dứt hoạt động thăm dò khai thác dầu khí tại lô 136/3. Bởi lực bất tòng tâm nên Việt Nam buộc phải thoái bộ dù rõ ràng lô 136/3 nằm trong vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam. Đây không phải là lần đầu tiên tướng Vịnh tỏ ra lạc quan tới mức đáng ngại. Tướng Vịnh không phải là nhân vật đặc biệt và cũng chẳng lẻ loi. 2 năm sau, tướng Phùng Quang Thanh lúc bấy giờ là Bộ trưởng Quốc phòng Cộng sản Việt Nam nhắc nhở lãnh đạo cầm quyền các địa phương tại một hội nghị diễn ra vào cuối năm 2014 rằng ông thấy lo lắng vì không biết tuyên truyền thế nào mà từ trẻ con đến người già đều có khuynh hướng ghét Trung Cộng. Tướng Thanh nhấn mạnh là điều đó nguy hiểm cho dân tộc vì bảo vệ chủ quyền lãnh thổ nhưng vẫn phải bảo vệ hòa bình, ổn định chính trị, thành quả cách mạng và giữ tình hữu nghị với Trung Cộng, tăng trưởng phát triển toàn diện kinh tế, xã hội đất nước. Nghe các ông tướng phát biểu mà nhiều người dân kêu trời vì cái ý thức hệ của những người cộng sản.
Chưa biết đến bao giờ mới có thống kê về giá trị của việc phát triển bảo vệ ý thức hệ cộng sản tại Việt Nam. Khởi đầu từ ông Hồ, người khẳng định tinh thần quốc tế vô sản là một trong những tiêu chuẩn của đạo đức cách mạng. Đó là lý do năm 1953, khi hai miền Nam Bắc Triều Tiên ký thỏa thuận đình chiến. Đảng Lao động Triều Tiên chính thức trở thành đảng cầm quyền ở Bắc Hàn. Ông Hồ hào hứng tuyên bố, đó là thắng lợi lớn của phe ta, thắng lợi của anh em ta, tức là thắng lợi của ta. Đó cũng là lý do 16 chữ vàng và tinh thần bốn tốt mà Giang Trạch Dân đề ra được giới lãnh đạo Cộng sản Việt Nam đón lấy rồi phổ biến trên khắp Việt Nam, bất kể thực tế Biển Đông. Phải tới tháng 5 năm 2014, khi Trung Cộng kéo giàn khoan Hải Dương 981 vào thăm dò khai thác dầu khí ở quần đảo Hoàng Sa trong 2 tháng rưỡi, Trung Cộng bất chấp phản đối của Việt Nam. Trong cuộc trò chuyện với tờ Tuổi Trẻ hồi năm 2013, tướng Vịnh từng khoe khoang: lần đầu tiên mục tiêu đối ngoại vì lợi ích quốc gia dân tộc được nêu rõ trong cương lĩnh và báo cáo chính trị tại Đại hội Đảng 11. Cùng với lợi ích quốc gia dân tộc, Đại hội 11 cũng đặt mục tiêu đối ngoại là vì một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa giàu mạnh. Hai mục tiêu này thống nhất với nhau. Mới đây, theo tường thuật của Tân Hoa Xã, khi sang thăm Việt Nam, ông Lưu Văn Sơn, Ủy viên Thường vụ của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Tàu, nói với nhóm lãnh đạo Cộng sản Việt Nam rằng cả hai đảng Cộng sản tại nước Tàu và Việt Nam có chung một số phận, rằng sự phát triển tốt đẹp và ổn định các mối liên hệ song phương sẽ giúp củng cố vị trí lãnh đạo của hai đảng, vì lợi ích của hai đảng và nhân dân hai nước. Điều ông Sơn lưu ý không có gì mới mẻ. Giới lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam chẳng đã nhiều lần bảo rằng bất kể thế nào thì cũng phải giữ gìn cái thành quả cách mạng và duy trì cái sự ổn định chính trị đó sao? Hình như đó mới là lỗi. Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, kính mời quý thính giả cùng Đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến ông Lê Thanh Tùng, sinh năm 1961, bị bắt lần thứ hai vào tháng 12 năm 2015 với bản án 12 năm tù giam. Một tù nhân lương tâm đang bị bảo quyền Việt Nam giam cầm trong lao tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.